Đây cả nhà, vợ mình đang làm cái bánh gì đây cả nhà? Ủa bánh, bánh hay bánh gì vậy? Hello, xin chào cả nhà đã quay lại kênh Nghĩa Vlog nha. Thì hôm nay mình làm món bánh xèo nha cả nhà. Thì đây nguyên liệu mình đã chuẩn bị sẵn là rau, rau sống cả nhà. Đây là thịt ba rọi mình đã thái nhỏ ra rồi. Và đây là mực nha cả nhà. Mình không có tôm nên mình làm mực sẵn. Mình làm mực ở đây là giá. Giá nhà mình tự trồng nha cả nhà. Và đây là một củ cà rốt để một tí mình làm nước mắm cả nhà. Đây là bột gạo thì mình đi mua mà không có bột bánh xèo, đâm ra mình phải mua bột gạo dùng đỡ cả nhà. Và đây là nghệ để pha bột nha cả nhà. Rồi bây giờ tiến hành làm cả nhà. Thì đây là mình đang chuẩn bị là 800ml nước để pha với một gói bột này cả nhà. Thì mình đọc theo hướng dẫn sử dụng. Và mình cho thêm một gói bột chiên giòn nữa vào cho giòn bánh cả nhà. Giờ mình pha bột cả nhà. Giờ mình cho bột vô cả nhà. Ủa, mình vừa bỏ bột mình vừa đánh cho nó khỏi đóng cục như cái nhà. Bây giờ mình cho thêm miếng bột nghệ vào cái nhà, một muỗng để cho nó có màu. Rồi giờ mình cho thêm bịch bột chiên giòn này cả nhà. Cái này mình mới thử làm lần đầu không biết có được không cả nhà. Xem kết quả cuối cùng nó sẽ là như thế nào. Cả nhà nhớ theo dõi hết video nha để xem kết quả cuối cùng của món bánh xèo này mình làm bằng bột gạo hay như thế nào cả nhà. Mình cho thêm một miếng muối nữa cho nó vừa bánh cả nhà. Rồi sau khi quậy bột xong thì mình để từ nửa tiếng tới một tiếng nha cả nhà, để cho bột nó nở ra thì mình làm bánh mới ngon cả nhà. Rồi sau khi quậy bột thì xong thì mình, trong lúc chờ đợi bột thì mình đi xào thịt với mực nha cả nhà. Đây. Cho thêm miếng bột ngọt vô trong thịt nè. Để cho nó có vừa vặn nha nha. Cho miếng muối nữa. Đó. Cho miếng tiêu. Cho nó thơm. Rồi giờ cho mực vô xào luôn. Bây giờ mình tranh thủ làm miếng đồ chua nha cả nhà. Đây mình lấy cà rốt mình bào sẵn ra vậy nè. Rồi sau mình cho một miếng muối, miếng đường và miếng giấm vào nha cả nhà. Đây cho thêm miếng giấm vào để cho nó có vị chua. Rồi mình ngâm đây một tí đổ bánh xèo xong là mình bỏ vô làm nước mắm là ăn được nha cả nhà. Alo cả nhà, giờ mọi thứ chuẩn bị xong rồi. Giờ bắt đầu đổ bánh nha cả nhà. Lần đầu tiên đổ nha cả nhà. Không biết sao đây. Không biết ra bánh không hay là cái trái đen giống như bữa nữa. Đây, đồ ăn. Hai dừa dầu. Chảo.
Gầy không? Lần đầu tiên đổ chơi hai chảo luôn. Wow, này nhiều rồi, nhiều dầu rồi. Nghe cái xèo là được rồi đó, cái nhà nó ra ra thành bánh xèo á. Không, nhà mình không có chảo chuyên dụng đâu mà mình đổ bằng chảo này luôn đó nha. Mình bóc đi cho nha. Này phải có cái gì đậy lên nữa ta. Mắt kìa, mắt cái cái này hả? Dạ, trời ơi. Sao mở nhiều quá vậy? Dạ. Nó nổ, nó nổ. Nổ ghê quá. Rồi, cho thịt vô. Lấy đũa gấp thì cho nó mệt. Gấp này mới bao giờ ta? Mà lấy cái kẹp á. Đó, thì mới nắp lên đậy lên. Được không? Nhỏ quá rồi. Cái nó theo nó ăn đó. Ở đây. Đó. Ok. Giờ chờ nha cả nhà. Chờ xíu cho chín nha nhà. Hên quá cả nhà ơi, chưa chưa khét nha cả nhà. Nó mới có mùi thôi. Nè ba. Đây. Đây sản phẩm đầu tiên của mình nha cả nhà. Wow. Rất gam đụng hả? Đổ ra, đổ ra. Đổ luôn. À, ấy à. Đây, cái đầu tiên hấp dẫn nha cả nhà. Wow, giòn nha cả nhà. Ngon. Được, diệt bài. Đây, để cái này dưới ghế đi. Diệt bài nha cả nhà. Cái kia. À, cái này nữa. Ai nó cho cái dầu đây nữa. Gói quá. Wow. Rồi đã để cho miếng bột vô đó. Rất là điệu nghệ với cái nhà. À, cho lửa lớn miếng. Đó, à, có kẹp này tiện nè. Dạ, không quá. Cho miếng gà giá vô. Ok. Cho miếng lửa lên. Đó. Này. Sao mà lu su bu quá. Wow, cái thứ hai cái nhà. Wow, giòn tan luôn cái nhà. Nè. Đó, lần đầu. Quá hấp dẫn. Ok. Ngon ha. Cho ra này đi. Lấy cái mâm đi em ơi. Cái mâm để lên. Đó. Hai cái thành công nha cả nhà. Quá điệu nghệ. Chả là bự thành chất kia. Đổ vậy là ra ngoài quán được rồi cả nhà. Thấy ok rồi đó.
nhà chống dịch, làm công dân tốt rồi mình làm người chồng tốt như cả nhà. À, hay chưa, chưa được, còn một xíu nữa. Hello cả nhà, trong khi mình đang đổ bánh xèo thì cả nhà biết bà xã mình làm cái gì không? Để mình cho cả nhà xem bà xã mình đang làm cái gì nhé. Đây cả nhà, vợ mình đang làm cái bánh gì đây cả nhà? Ủa bánh, bánh hay bánh gì vậy? Cả nhà biết cái cục này là cục gì không? Hả? Để cầm với cả nhà xem, đây không biết cái cục này cục gì. Cả nhà đoán được không? Đó. Đây. Đây. Cái gì mà giống như con bạch tuộc ấy. Hay miếng sò mai cả nhà. Trời ơi, lại luôn. Vợ tôi làm đây, mặt đẹp lắm, ngồi làm mắc cỡ. Đây. Đây là lần đầu tiên vợ mình làm món bánh há cảo cả nhà, há cảo mà như thế kỳ. Cười đau bụng. Ngồi mân mê từ sáng giờ món há cảo. Trời, lo quay vợ làm há cảo nha. Rồi cái này thế rồi, rồi té rồi biết ngay mà. Thế rồi cái nhà. Lo quay vợ làm há cảo. Thế rồi cháy ấy rồi. Không sao. Bắt bếp rồi, này anh. Rồi, nãy lo cho anh bà xã đó nha, cho bà xã làm bánh bánh gì quên rồi, há cảo quay qua cái bánh khét luôn, buồn ghê nè, bánh rất lẹt, đúng là hại người thành hại mình nha cả nhà. Đó, không sao, không ăn được. Này nó chưa được giòn nha, làm xíu cho nó giòn. Này người ta có cái chảo chuyên dụng cái nhà, chảo chủng bằng gang, người ta đổ hay lắm, thấy về dưới miền Tây đồ người ta đổ hay lắm, đổ xèo miền Tây phá cháy. Mình cũng có cơ hội được cơ hội mấy lần về với miền Tây ăn bánh xèo nha, hấp dẫn, người miền Tây đổ bánh xèo ba cháy luôn, không cần nói. Đây cả nhà, cuối cùng cũng được cái bánh ngon, giòn tan luôn. Quá đã. Rồi đây. À, này điệu nghệ cả nhà. Làm riết quen cả nhà. Một hai cái đầu thôi, mấy cái sau là quen tay liền. Vô, cho miếng giá vô. Ok. Cho miếng mực vô nữa. Đó. Quá ngon. Cho miếng dầu ăn vô cho nó giòn bánh thôi nha. Rồi, đó.
chuyên nghiệp, chuyên nghiệp, hai tay hai bánh đó, giòn tan luôn, hơi khét. Bự quá rồi. Wow. Chuyên nghiệp cả nhà. Rồi giờ chờ tiếp cả nhà. Đây cả nhà, giờ con trai mình vô thay cho mẹ nè cả nhà. Đó, con trai vô chỗ tài thay cho mẹ nè. Và đây là sản phẩm của con trai mình làm ra đây cả nhà. Đó. Đẹp hơn cả nhà ha. Đó đây nè. Đó nhìn nó bé bé xinh xinh vậy mới đẹp. Há cảo phải vậy, ai như há cảo cục này. Nhìn thấy quê. Đó là bánh mới làm ra nè. Đó. Quá giỏi. Đây cả nhà, sản phẩm mình đã làm xong rồi cả nhà. Đó, hấp dẫn không? Có một cái nãy mình bị trượt tay nha cả nhà. Đâm ra nó bị vỡ rụng. Đấy, còn bao nhiêu là hấp dẫn nha cả nhà, giòn tan. Rồi bây giờ bày ra chiến thôi cả nhà. Đây cả nhà, giờ xong hết rồi. Còn chờ cái nồi bánh này của vợ mình nữa thôi, cái nồi bánh. Quên cái nồi há cảo. Giờ tới phiên mình là pha nước mắm cả nhà. Công đoạn cuối. Đây, tỏi ớt mình chuẩn bị sẵn. Cũng như mọi lần cả nhà, đường. Và mắm. Ok. Đó, mình thì pha mắm theo kiểu này cả nhà, mình không có đong đếm đâu. Mình cứ cho đường với mắm nó bằng nhau, rồi xong rồi mình cho nước vào và xong cả nhà. Đây nước lọc. Rồi ok cả nhà. Giờ chuẩn bị dọn ra thôi cả nhà ơi. Rồi cả nhà ơi, giờ bánh rồi mình làm xong rồi cả nhà. Bây giờ cái tiết mục là ăn thử. Thì mỗi lần mình vào bếp là mình phải ăn thử trước cả nhà. Rồi cả nhà ơi, giờ mình múc nước mắm cả nhà. Mấy cái này là không thiếu được cả nhà. Đó, miếng nước mắm vô. Xong rồi cho miếng đồ chua vô cả nhà. Đây đồ chua nãy mới làm đây. Đó, hấp dẫn ha cả nhà. Quá ngon. Và tới tiết mục này là cuốn bánh tráng. Đây gọt sống. À, cho miếng rau thơm nữa. Đây. Này bạn rau thơm nhiều nhiều mới ngon. À, ok. Đây, bánh xèo. Ui chà, sao mà khó vậy. Chắc ăn bóc luôn cho lẹo quá. Đó, ăn bóc cho ngon nha. Đũa đến gì tầm giờ. Ui cha. Đó, mở cháy. Ô, xong. Wow. Hấp dẫn nha. À. Bánh cuốn bánh xèo mực nha cả nhà, không có tôm, làm mực. Cho một miếng bột chiên giòn vô ăn ngon cái nhà, giòn tan à. Ngon quá. Mình phải tự khen mình thôi. Quá đã. Ừ.
bánh xèo ăn bóc vậy mới ngon nha. Ăn rượu quá mệt lắm. Ừ, cả nhà ơi, thì lần đầu mình làm thử món bánh xèo như vậy mà mình đổ bằng bột gạo nữa cả nhà. Bột gạo rồi mình cho thêm bột chiên giòn vô. Mình tưởng là làm không thành công nhưng mà ai dè là thành công không tưởng đó nha. Quá ngon, quá đã. Đó, nếu mà cả nhà có việc, cả nhà mà không mua được bột bánh xèo, cả nhà mua bột gạo với bột chiên giòn, cả nhà trộn thử thôi. Làm nổi giống mình ăn ngon, giòn lắm cả nhà, y như bánh xèo miền Trung luôn. Rồi bây giờ mình xin kết thúc video tại đây nha. Cả nhà xem video nhớ nhấn like và đăng ký kênh để nhận được thông báo của những video mới nhất của mình nha. Rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye, hẹn gặp lại cả nhà video sau nha.